cái mí mắt thì sao chắc nó bị lát á. Này ra bôi thuốc, bữa nào mẹ nó bôi nó hết rồi sao nó lại bị lát lại. Mấy cục rồi cha, chơi mấy cục nào? Đã hết mọi cục mà không chơi nữa, chị đi kia mới khám phá thôi. Chị nó không chui bằng quả thằng đô nữa. Đâu rồi mấy cục chui rồi sầu chứ? Đô nó còn không chơi nữa. Chui nó còn. Chơi rồi. Chà. Đô nó gọi em, ngay em mới gọi con. Chà. Đánh răng sao bà thầy hát em thầy áo dở thầy tả cho nó luôn.